Dạ, là đầu tiên cho phép hậu nhân mến chào toàn thể cô chú bác trong nước cũng như là ngoài nước. Hiện tại bây giờ là cũng hơn 5 giờ sáng rồi cả nhà. Hậu nhân đang có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất. Và hiện tại chỗ hậu nhân đang đứng bên đây á, là sân bay quốc tế cả nhà. Đây là nơi mà chị Hồng Loan tí xíu nữa đây á, là ra. Và giờ mấy anh em đang đón chị Hồng Loan ra cả nhà. Và rất là nhiều anh em luôn. Đây, một anh em. Và đây nguyên một nhóm nữa nè cả nhà. Đó, anh em rất là nhiều luôn. Chờ chị Hồng Loan ra. Mà phải nói là ngày này, hôm nay mấy anh em biết chị Hồng Loan về nước cả nhà, là mấy anh em thao thức cái đêm luôn, không ngoan có được hết đó nha. Bây giờ phải nói là những anh em rất là buồn ngủ luôn đó. Nhưng mà không có biết mệt luôn đó nha. Buồn ngủ vậy thôi nhưng mà không biết mệt luôn. Tới đây quay và chia sẻ cho cô chú bác anh chị mình ở xa không đến được, thì anh em tranh thủ dậy sớm ra đây chia sẻ cả nhà mình xem đó. Bên trong á là có rất là nhiều cô chú bác anh em đã đang ngồi đây và chờ đón chị Hồng Loan và chị Ni, như là anh ca sĩ Quy Sang, rồi chị Ba Bình Tinh, anh Hai Vũ Lân và nhiều anh chị khác nữa đang về nước đó. Này cả nhà, ban đêm phải nói là khu này nó rất là rộng luôn cả nhà. Rộng rất là lớn luôn. Ở phía trên đây là cây cầu rồi cả nhà. Đây là cây cầu. Rất là đông anh em nha cả nhà. Thì hậu nhân cũng xin chúc cho cô chú bác đang xem trên kênh thật là nhiều sức khỏe và nhiều thành công. Hậu nhân sẽ đi một vòng quay chia sẻ cho cả nhà mình xem khung cảnh hiện tại gần 5 giờ sáng thì sẽ có cái gì. Hiện tại bây giờ thì phải nói là anh em YouTube thì rất là đông, nhưng mà chuyến bay thì hiện tại đang hạ cánh xuống thì người nhà đến đón rất là nhiều luôn. Thường là những anh chị cô chú bác đến mình đi sân bay cả nhà, hồi hổm hậu nhân mới tới đây, hậu nhân chưa biết mình đi thì mình sẽ chạy trên cái cầu đó cả nhà. Mình chạy lên trên đây nè, ở trên cái cầu này á, trên cái cầu này nè cả nhà, là cái nơi á là mình đi nước ngoài ở trên cầu. Còn ở dưới đất này á là mình đi rước những anh chị từ nước ngoài đi về nước đó. Hồi hổm hậu nhân tới đây hậu nhân không biết cả nhà, thì đứng ở dưới đất đó, mà bây giờ mình biết được rồi á. Mình lên trên đó, nghĩa là mình đưa anh chị đi nước ngoài thì mình lên trên. Còn mình đi rước thì mình ở dưới nha cả nhà. Mà không phải nói rất là mừng luôn. Bữa đó không, đây nè cả nhà, có rất là nhiều xe đến luôn nè cả nhà. Anh em đang ở đây quay chia sẻ của chú bác ở xa mà không đến được á, anh em ở đây sẽ cố gắng quay chia sẻ những hình ảnh chân thật nhất, thực tế nhất để mà gửi đến cô chú bác đang yêu mến về người con gái bé nhỏ của cố ca sĩ ưu tú Vũ Linh thông qua cái miếng màn hình mà anh em tác nghiệp ban đêm như thế này chia sẻ cho cô chú anh chị xem. Thì rất mong cô chú bác anh chị yêu mến á, thì hãy cho anh em xin được like, được đăng ký, được chia sẻ. Thì hiện tại mới đây Hạo Nhân cũng làm thêm một fanpage cả nhà, là bên YouTube á, thì cũng tên là Hạo Nhân Vlog. Rất mong cả nhà yêu mến thì hãy qua đó theo dõi và ủng hộ Hạo Nhân nha cả nhà. Đây đó, thì phải nói là cái khung cảnh bây giờ phải nói là nó rất là yên tĩnh luôn rồi cả nhà. Đấy, hồi nãy trước khi mà hậu nhân đến đây cả nhà, là phải nói là ở đây không có thấy người ta ngồi nhiều như vậy đâu. Mới đầu tới đây là chỉ thấy mình anh sẽ tam ngồi thôi, thì một người nào đó thôi.
và những cái anh chạy xe đáp á, xe du lịch ở đây á, là ở đây thôi, chỉ vài người thôi. Tại vì mấy anh chạy xe đáp đây á, người ta biết cái giờ nào là khách đến thì người ta sẽ đến đây người ta chờ đó, và vô đây người ta đợi đó. Thì hiện tại thì hổm giờ Hậu Nhân cũng cập nhật được mấy cái thông tin rất là hay luôn cả nhà. Thì nghe nói là hiện tại bây giờ là sân bay bảo dưỡng máy bay rất là nhiều, hơn mỗi một hãng nào cũng bắt buộc bảo dưỡng lên hết. Phải nói là bây giờ chuyến bay đi rất là hiếm luôn, hiếm chuyến bay để mà bay luôn cả nhà. Rất mong cả nhà hãy tương tác và chia sẻ cái video này giúp Hậu Nhân cả nhà, để kênh càng ngày phát triển hơn, để Hậu Nhân có thêm thu nhập để mà đi quay xa hơn. Và chị Hồng Loan cả nhà mà xem, thì sắp tới đây thì chị Hồng Loan sẽ đi biểu diễn ở Tây Ninh nè. Ngày 27 là chị Hồng Loan sẽ biểu diễn ở Tây Ninh, và ngày 30 là chị Hồng Loan sẽ biểu diễn tại nhà hát Mỹ Phước 2 cả nhà. Đó, xong đó ở đó rồi á, thì chị sẽ đi về Trống Đồng đó. Thì phải nói là cái ngày mà 30 tháng 4 cả nhà, một ngày đó là phải nói là chị Hồng Loan sẽ chạy show luôn cả nhà, chạy show hai nơi để mà phục vụ cô chú bác cái ngày nghỉ lễ đó cho thật là hay, thật ý nghĩa. Phải nói là đợt này là chị Hồng Loan ở Úc đi về cả nhà, thì phải nói là chị diễn ở Úc là diễn được 4-3 nơi và phát sinh thêm một nơi nữa đó, đi lưu diễn á, thì được rất là nhiều cô chú anh chị yêu mến luôn. Sau khi chị Hồng Loan mà đi ra sân bay đi về Việt Nam cả nhà, thì phải nói là rất là nhiều những cô bác ở bên bển ra tận sân bay để mà đưa chị Hồng Loan về nước luôn cả nhà. Phải nói là mối tình yêu thương mà vô bờ bến luôn, không thể nào mà nói hết một lời, đúng không cả nhà. Thật sự vì yêu thương một người con gái bé nhỏ của cố nghệ sĩ, tại vì lúc mà ba mất rồi thì chị một mình lam lũ cùng với chồng, cùng với những anh em nghệ sĩ giúp đỡ chị cho nhiều thứ, biết được nhiều thứ, và hiện tại bây giờ là chị đang vô con đường ca hát, phải nói là cũng rất là thành công đó. Anh em cũng đi theo bảo vệ cho chị và chia sẻ những hình ảnh chân thật mỗi khi mà chị đi biểu diễn từ mỗi nơi nào mà anh em đi được, thì sẽ cố gắng cập nhật những thông tin rất là hay gửi cho cả nhà xem. Dạ, thì video cũng khá là dài rồi, Hậu Nhân cũng xin kết thúc tại đây. Cảm ơn tất cả cô chú bác anh chị rất là nhiều.